Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 21 tháng 5 trên đài truyền hình kết hợp số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khối khí mát đẩy rãnh mây rông gây mưa xuống phía bắc nước ta nên trong đêm qua, một số nơi đã có mưa với lượng khá như tại Phù Yên của Sơn La 28mm, Lạc Sơn Hòa Bình 34mm, Yên Bái 23mm, Hưng Yên 40mm, Phủ Lý Hà Nam 107mm, trong nội đô Hà Nội thì mưa chỉ xảy ra với lượng ít, tuy nhiên tại khu vực Ba Vì Sơn Tây đã có mưa với lượng lên đến gần 30mm. Ngày hôm nay trời chuyển nhiều mây hơn, đôi lúc hứng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất toàn vùng không vượt quá 32 độ, tiết trời dịu đi nhiều so với ngày hôm qua. Tuy nhiên mưa sẽ giảm đi nhanh chóng trong hai ngày tới, ban ngày trời nắng nhưng cường độ nắng không quá gai gắt, nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều giao động từ 30 đến 33 độ ở phía Tây và từ 29 đến 32 độ tại các tỉnh phía Đông. Dự báo khoảng chiều tối và đêm ngày 23 sang đến ngày 24, không khí mát từ phía Bắc lại được bổ sung thêm, mưa rào và rông có khả năng sẽ quay trở lại trên khu vực Bắc Bộ. Tại miền Trung, trong đêm qua thì mưa rào và rông cũng xuất hiện ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Mưa có khả năng sẽ duy trì nốt trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, nhưng với lượng không nhiều. Trong cả 3 ngày tới, trời phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhưng tiết trời khá mát mẻ. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày thì hầu như không vượt quá ngưỡng nhiệt là 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chịu tác động của gió mùa Tây Nam phát triển, nên cũng làm cho khu vực này xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có rông vào lúc chiều tối trong 3 ngày sắp tới. Mưa tập trung chính ở các tỉnh phía nam của khu vực, cung cấp một lượng nước tưới cho cây trồng đang dần trở nên khô kiệt. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam mang nhiều hơi ẩm từ biển hoạt động mạnh nhất vào lúc chiều tối và đêm, gây ra mưa rào và rông trên diện rộng, đặc biệt là tại khu vực Nam Bộ một số nơi còn xảy ra mưa vừa mưa to và rông. Trong cơn rông, người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc sấm sét và gió giật mạnh. Nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ hoàn toàn chấm dứt, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến từ 31 đến 34 độ ở Nam Bộ và dao động từ 30 đến 33 độ tại Tây Nguyên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những xu thế thời tiết đáng chú ý hiện nay và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ ngày mai mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng ngày 23, 24 mây thay đổi đến nhiều mây, mưa rào và rông tăng lên ở mức độ rải rác, cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh cho cơn rông. Nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng nhiệt là 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối ngày 23 sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Mưa tập trung ở các tỉnh vùng núi. Cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh cho cơn rông ngày nắng nhẹ với mức nhiệt ban trưa và đầu giờ chiều, giao động từ 29 đến 32 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 22 và 23 tháng 5, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong sáng ngày 22, ngày trời nắng, ngày 24 tháng 5 thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng nhiệt là 33 độ. Lui xuống khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Mưa có lượng chính tập trung ở phía nam của khu vực. Nhiệt độ cao nhất ngày dao uh, giao động từ 30 đến 33 độ, sắp đến ngày 24 tăng thêm khoảng 1 độ nữa. Trở vào với khu vực Tây Nguyên, 3 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cần đề phòng có tố lốc mưa đá và gió giật mạnh cho cơn rông. Nhiệt độ cao nhất giao động từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, có nơi có mưa vừa và rông. Nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều ở ngưỡng 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối ngày 23 có mưa rào rẻ rác và có nơi có rông. Cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh cho cơn rông. Ngày nắng nhẹ với mức nhiệt ban trưa và đầu giờ chiều sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Trên biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa trong hai ngày sắp tới có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km trong mưa. Đến ngày 24 tháng 5, mưa giảm xuống mức độ vài nơi, tầm nhìn thông thoáng hơn. Tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam hoạt động mạnh lên ở vào mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, có mưa rào và rông mạnh. Trong cơn rông thì có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Bản tin dự báo thời tiết cho ba ngày chúng tôi xin được khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo